Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta tiếp tục về câu chuyện của dì ghẻ Võ Nguyễn Quỳnh Trang nha quý vị khán giả. Thì trên cộng đồng mạng đâu đó rất là nhiều người bất bình về câu chuyện này. Hôm nay thì một người mẫu, tức là siêu mẫu Hà Anh, xin lỗi vì hoài nghi mẹ của bé gái bị bạo hành đến tử vong. Trong khi đó thì siêu mẫu này đã lên tiếng bức xúc về những hành động của người cha cũng như là người mẹ kế Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Bên cạnh đó thì cũng nghi ngờ mẹ ruột của bé An có một cái vấn đề gì đó mà Hà Anh đã chia sẻ, và đồng thời cộng đồng mạng phản ứng dữ dội về người mẫu Hà Anh. Và sau đó thì cô cũng đã gỡ cái bài viết của mình và nói lời xin lỗi mẹ ruột của bé An. Sự bức xúc xen lẫn tình thương, phẫn nộ, xen lẫn đau đớn đã khiến Hà Anh sử dụng những ngôn từ khá sắc nhọn, vô tình gây hiểu nhầm về việc Hà Anh chỉ trích mẹ cháu An. Hà Anh đã bày tỏ như sau: mới đây thì siêu mẫu Hà Anh bị cộng đồng mạng phản ứng vì có bài đăng liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong của người dì ghẻ. Cụ thể là Hà Anh lên án hành động tàn nhẫn của dì ghẻ và cha của bé gái. Xong, người mẫu này cũng sử dụng ngôn từ hoài nghi về mẹ của bé, cũng như là đưa ra giả định góc nhìn riêng về mẹ ruột của bé Vân An. Còn người mẹ đến giờ sao chưa lên tiếng? Tôi cho rằng phải có uẩn khúc ở đâu đó. Liệu chỉ có bị người bố đe dọa tính mạng hay không? Hay chị không hề hay biết đứa con của mình bị bạo hành hay không? Và cho đến lúc nhận tin dữ từ cháu và những cái lời ra tiếng vào, liệu mẹ cháu có nhận được những cái thông tin hay không? Người ta bảo người mẹ bị cấm không được đến gặp con một năm liền. Tôi bâng khuâng, tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh mang lại nguy hiểm đến tính mạng cho đứa bé. Phương Văn xin dừng ở đây nha quý vị khán giả. Thật ra khi mà tòa án người ta xử là cha và mẹ được quyền đến thăm con và chăm sóc cho con. Tuy nhiên, đâu có tòa án nào mà xử không cho đến thăm. Nhưng mà ở đây Hà Anh nói như vậy thì cộng đồng mạng phản ứng là không có sai. Tại vì tòa án không bao giờ xử người mẹ không đến thăm con, mà chính người cha ruột sau khi tòa án đã xử xong rồi, bé An ở với cha, còn bé trai thì ở với mẹ. Nhưng nhiều lần mẹ ruột của bé Vân An đến thăm, nhưng mà người cha độc tài vô dụng luôn lúc nào cũng cản ngăn của mẹ bé đến thăm. Cho nên chính vì vậy mẹ bé không có thể liên lạc được và cũng không gần gũi được với bé. Còn không có uẩn khuất gì thì chúng ta nên tìm hiểu những trường hợp sau này để cảnh giác, để tìm hiểu ra những giải pháp mà giúp họ. Đó là Hà Anh viết trong cái bài đăng của mình. Thì ở đây người mẫu Hà Anh nghi ngờ là mẹ đứa bé tại sao không được đến thăm, trừ khi là có bị thần kinh tòa án mới không cho đến thăm. Ở đây là đâu có tòa án nào mà xử không cho đến thăm đâu. Nhưng mà sau sự việc đó thì chính người cha họ đã có những cái hành động mà ngăn cản, ngăn cấm mẹ đến thăm, chứ đâu phải người mẹ nào mà bỏ con đâu, mà người mẹ nào mà không đến thăm. Tới ngày hôm nay thì sự việc xảy ra vậy, chắc có lẽ là người mẫu Hà Anh cũng không có thường xuyên cập nhật về tin tức về bé của bé Vân An, và cũng không có thường xuyên đọc về báo chí, cho nên cô có đọc thoang thoáng qua đâu đó và cô nhận xét như vậy. Thì sau khi cái bài đăng của mình bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, quý vị khán giả bị chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm về bé Vân An, tối ngày 2 tháng 1 năm 2022 thì siêu mẫu Hà Anh đã có phản hồi trên trang cá nhân của mình. Cô công khai xin lỗi mẹ bé Vân An sau khi đã tìm hiểu kỹ về vụ việc. Có nghĩa là trước đó thì Hà Anh chỉ có những cái thông tin trên mạng xã hội và cũng không có cập nhật thường xuyên, cho nên có những lời lẽ phát ngôn làm cho cộng đồng mạng không có đồng tình với cô.
cô người mẫu Hà Anh này. Trong 2 ngày nay, tôi cũng tìm hiểu và đọc thêm những thông tin về hành trình của mẹ bé khi bị tách rời khỏi bé. Thấy chị thật đáng thương khi cảm thấy bất lực khi không giúp được con mình. Đó là sau khi Hà Anh đã tìm hiểu kỹ và cô cũng đã gửi lời xin lỗi công khai đến mẹ của bé An, và đồng thời cô cũng viết lại trên trang cá nhân của mình. Là người mẹ, tôi tin chắc chị và sẽ dằn vặt bởi những điều này. Tôi đã từng đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao mẹ lại không thể đến thăm con hay can thiệp người bố. Nhưng đọc bài báo mới thấy là những con người kia thực sự là thủ đoạn và mất nhân tính. Cho nên là khi mà Hà Anh tìm hiểu kỹ rồi mới hiểu được cái sự là toan tính của cái cặp kia, là cái ông Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang không có đồng thuận để cho mẹ bé An đến thăm cũng như là chăm con. Hà Anh chia buồn và xin lỗi mẹ bé Vân An và đã có những nghi ngờ đối với mẹ ruột. Đồng thời Hà Anh cũng ngay lập tức xóa bài đăng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Tôi chân thành chia buồn với chị và xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị và sẽ xóa status để tránh gây thêm tổn thương cho chị. Đó là Hà Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình sau khi đăng bài đầu tiên thì bị cộng đồng mạng chỉ trích, và đồng thời cho rằng là Hà Anh không có tìm hiểu kỹ sự việc và vội trách mẹ của bé Vân An như vậy, làm cho cộng đồng mạng dậy sóng. Và người mẫu Hà Anh viết tiếp theo như sau: nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào, đừng ngại lên tiếng với tôi. Là mẹ của bé nhỏ, tôi hiểu rằng hành trình phía trước còn đầy gian nan, và chị đi tìm lại công lý cho bé, mà là sống khỏe, mạnh liệt để chăm sóc nuôi nấng cho bé em của Vân An. Có vậy bé Vân An mới yên tâm nhé chị. Và có những cái đôi lời Hà Anh chia sẻ trên cộng đồng mạng xin lỗi mẹ bé, và sau đó nói là mẹ của bé nếu có cần sự giúp đỡ nào thì hãy liên lạc với người mẫu Hà Anh. Chia sẻ thêm với trên báo thì vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, người mẫu Hà Anh chia sẻ: là một người mẹ, Hà Anh vô cùng bức xúc khi đọc những thông tin về vụ bạo hành bé Vân An và quyết định lên tiếng để thể hiện quan điểm cũng như những bức xúc của mình trong một bài post trên trang cá nhân. Hà Anh tranh thủ viết bài trên đây là khi mà ngồi trên máy bay nghỉ ngơi cùng với gia đình. Đâu đó là sau khi Hà Anh đã tìm hiểu kỹ thì đã hiểu được cái câu chuyện này và gửi lời xin lỗi, và đồng thời cô cũng vô cùng phẫn nộ những con người kia, đó là ông Kim Thái, cha ruột của bé Vân An, và mẹ dì ghẻ đó là Quỳnh Trang. Càng viết càng sự phẫn nộ cao trào, Hà Anh đặt rất nhiều câu hỏi cho chính mình, cho mẹ bé, cho xã hội. Vì lý do gì dẫn đến việc có thể gặp trường hợp bé An như vậy bị bạo hành tra tấn cả năm trời dẫn đến cái chết oan ức đau đớn này? Khi Hà Anh viết và đăng tải cũng chưa được cập nhật tất cả các thông tin về vụ việc này nên có cái nhìn và quan điểm chưa tròn trịa. Sự bức xúc xen lẫn tình thương, phẫn nộ xen lẫn đau đớn đã khiến Hà Anh sử dụng những ngôn từ khá sắc nhọn, vô tình gây hiểu nhầm về mẹ của bé Vân An. Dù có những hoài nghi về việc này, vì sao mẹ cháu không tìm cách để can thiệp, nhưng Hà Anh luôn mong muốn chị có thể lên tiếng nói rõ những góc khuất, những khó khăn để những người như là Hà Anh có thể thực sự giúp cho cuộc tranh đấu này, và cho cả những người mẹ đang gặp tình trạng tương tự có thể tìm cách hướng tới sự giúp đỡ cần thiết, cũng như là các ban ngành có thể được các cơ quan rà soát lại những thiếu sót của công tác, và chính những công dân như Hà Anh cũng được nhận thức rõ hơn về vấn nạn này. Sau khi Status chia sẻ, có rất nhiều người có ý kiến đồng chiều và trái chiều. Hà Anh lắng nghe cả hai phía trong 24 giờ sau đó, khi được đọc chính mắt những chia sẻ chính thống và hành trình chia cắt của hai mẹ con, Hà Anh chủ động viết bài để nhận lỗi về những điều mà mình nghi ngờ mẹ bé Vân An vì đã có những bức xúc
hiểu sai về mẹ bé Vân An như thế này. Tuy nhiên, Hà Anh tin chắc điều mà chị và gia đình bây giờ là cần những nguồn động viên tích cực, giúp sức về truyền thông đúng nghĩa để giành lại công lý cho bé Vân An, cũng là để chị có thể sống khỏe hơn, yên tâm hơn để chăm sóc bé thứ hai của mình. Cũng chính vì vậy, Hà Anh có thể chia sẻ bài viết này thể hiện thành ý đối với gia đình của chị sẽ chung tay với gia đình nếu gia đình cần tới. Thời điểm vừa qua, Hà Anh đã hết sức cùng với bạn bè giúp đỡ chị Đạt và bé Phúc giành giật lại sự sống cho con với bệnh u não võng mạc và tiếp tục các hoạt động giúp đỡ các bé bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả các hoạt động xã hội của Hà Anh từ khi trở về Việt Nam đều hướng tới trẻ em, như là hỗ trợ viện phí cho các em mổ tim, phẫu thuật hở hàm ếch, hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo có con ảnh hưởng bởi chất độc da cam, các bé cơ nhỡ đường phố được các tổ chức ở Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Những hoạt động này diễn ra mỗi năm và thường xuyên từ sự thiện nguyện và của cá nhân và gia đình bạn bè của Hà Anh. Chưa bao giờ Hà Anh cần sử dụng những hành động nhân đạo để quảng bá cho bất kỳ thương hiệu nào hay là cá nhân của mình. Hà Anh tin rằng bất cứ ai theo dõi sự nghiệp cũng như là những điều Hà Anh làm thì sẽ hiểu rõ. Cuối cùng, bất luận tranh cãi của người lớn ra sao, Hà Anh mong rằng tất cả những trẻ ở Việt Nam cũng như là trên thế giới sinh ra và trưởng thành trong một môi trường an toàn, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết vì các em thân yêu. Trước Hà Anh, nhiều nghệ sĩ, người mẫu cũng lên tiếng thể hiện sự bức xúc, nỗi xót xa về vụ bé bạo hành dã man này. Như báo chí đã phản ánh, dư luận vô cùng phẫn nộ trước vụ việc của bé Vân An 8 tuổi thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ kế đánh đập bạo hành tử vong. Cụ thể, ngày 28 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi là người tình, người vợ hờ của bố bé Vân An, cư trú ở tỉnh Gia Lai, về tội hành hạ người khác. Trang khai nhận nhiều lần dùng roi mây đặt mua trên mạng để đánh bé Vân An, khiến cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm, tím tái. Thậm chí, khi mà roi mây gãy, Trang còn dùng gậy gỗ để đánh Vân An cho đến khi mà tàn hơi kiệt sức. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.